Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là thay đổi nào đang đến với bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy là bạn tìm lại được chính bạn. Cái nguồn năng lượng tích cực, cái nguồn năng lượng tỏa sáng quyến rũ của bạn đang dần phục hồi. Mình dần cảm thấy là bạn dần dần trưởng thành trong suy nghĩ, chín chắn hơn, thực tế hơn và đưa ra những quyết định dựa trên lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Những thay đổi này mình thấy là sẽ thay đổi cuộc sống của bạn khá là tốt, nổi trội là về mặt vật chất, về tương lai của bạn, công việc của bạn. Và mình còn thấy một điều nữa là khi mà công việc của bạn, cuộc sống của bạn ổn định thì sẽ có một người xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Người này mang năng lượng có thể là bằng bạn hoặc là cao hơn bạn. Nhìn chung thì mình thấy người này khá là giỏi và người này đến để đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển.